Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Trung Thu, trong mâm cỗ trông trăng cùng với cốm, bưởi không thể thiếu bánh nướng, bánh dẻo truyền thống. Không khí chuẩn bị cho ngày Tết Trung Thu đã len lỏi tới từng góc phố. Vấn đề được người tiêu dùng quan tâm mỗi khi chọn mua các loại bánh nướng, bánh dẻo trong dịp Trung Thu chính là giá cả và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Nắm bắt được nhu cầu thị hiếu của khách hàng, năm nay công ty bánh ngọt Hữu Bình tại thành phố Hải Dương đã tung ra thị trường các sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo với nhiều hương vị độc đáo, hình thức đẹp mắt và giá cả phù hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi khách hàng, như bánh Trung Thu nhân đậu xanh, nhân thập cẩm, lạp xưởng, gà quay. Đây là những mặt hàng được đa số người tiêu dùng ưa thích, phù hợp với khẩu vị nhiều lứa tuổi, từ trẻ em tới người cao tuổi. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm công lao động và đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, công ty đã tiến hành nâng cấp máy móc thiết bị với dây chuyền sản xuất và đóng gói tự động. Tôi thường xuyên lấy hàng ở công ty. Thế và cái bánh thì cái ưu điểm của bánh Hữu Bình ý, thì thực ra mà nói là cái chất lượng nó rất tốt. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó rất phù hợp với cái giá cả thị trường hiện nay. Dù tất cả mọi thứ nó đều bão giá lắm, nhưng mà với công ty bánh thì tôi nghĩ là cái chất lượng và cái sản phẩm bánh nó rất phù hợp. Khách hàng rất yêu mến về cái hàng bánh, nhất là vào cái mùa Trung Thu này. Những năm qua chúng tôi luôn nhận thức rõ về tầm quan trọng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, bởi vì nó là không những là gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho khách hàng mà còn làm ảnh hưởng tới uy tín của công ty. Để đảm bảo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, công ty chúng tôi luôn đặt vấn đề các thiết bị máy móc. Chúng tôi đầu tư trang bị theo dây chuyền, theo tiêu chuẩn một chiều và được đầu tư các trang thiết bị máy đóng gói tự động, rồi là các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm, luôn luôn để đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Vừa qua các đoàn kiểm tra của Trung ương cũng như thành phố vào kiểm tra đơn vị chúng tôi đã chấp hành và đã xuất trình được đầy đủ các giấy tờ mà có liên quan đến về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm nay với sự biến động do giá cả các nguyên liệu đầu vào tăng nên giá các loại bánh nướng, bánh dẻo của công ty cũng có sự tăng nhẹ. Mặt khác, càng đến ngày Tết Trung Thu, cùng với việc thị trường bánh Trung Thu sôi động là tình trạng bánh Trung Thu nhái giả. Đây là nỗi lo không chỉ của người tiêu dùng mà còn của cả nhà sản xuất. Công ty chúng tôi cũng chuẩn bị rất là chu đáo cho để phục vụ nhân dân thành phố và cũng như là các vùng lân cận. Mặc dù là năm nay giá cả đầu vào có biến động nhưng mà công ty cũng cố gắng là đạt là làm một cái giá thành hợp lý nhất đối với người tiêu dùng, mong rằng là mọi khách hàng sẽ là những người thông minh và tinh tế nhất để coi như là lựa chọn những sản phẩm của mình. Trung Thu đang đến gần, bánh Trung Thu Hữu Bình với chất lượng và thương hiệu sẽ là món quà không thể thiếu trong mâm cỗ trông trăng của mỗi gia đình.